Má tôi là vợ ba tôi. Tè 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 gì vậy? Ba tôi là chồng má tôi. Ủa nhà quốc tế mà. Tôi là con ông bà. Mày là quốc tế quốc. Có ông bà mới có tụi tôi. Hồi nãy nói với tôi nói nhà quốc tế. Chị hai là chị ba. Chị hai là chị ba. Chị ba là chị tư. Chị ba là chị tư đó. Còn con là thằng con út. Anh là em út ta. Có mẹ chị mẹ có tụi con. Ai tới tôi không được có tới tôi. Vô luôn. Thì tôi là con nội tôi. Đúng rồi đúng rồi. Ma tôi là con ngoại tôi. Đúng rồi dòng họ ngoại em ơi. Còn ông cô thì đi băng mui. Yeah. Vợ của anh là vợ của tôi. Dạ, 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 dạ. Vợ của anh nó ngủ với tôi. Quay. Không, xin lỗi. Không, bà con ơi. Anh, tôi xin lỗi anh. Dạ. Không, tại tôi hứng quá, tôi hát lộn không bạn. Vợ của anh là vợ của anh. Ờ, đúng rồi. Còn vợ của tôi mới là vợ của anh này. Này được mà. Đây, bây. Ai? Vợ của tôi là vợ của tôi. Đâu ra đó. Còn vợ của anh mới là vợ của tôi nè. À, cái này... vòng vòng vợ em thành vợ anh hoài. Ủa sao tôi nói bậy hoài. Bậy rồi. Tại anh không à. Anh nói với tôi anh hát nhạc quốc tế. Tự nhiên anh hát. Tôi đâu có nghe tiếng quốc tế nào đâu. Phiên dịch lại lời Việt. À phiên dịch lời Việt. Chứ hát tiếng quốc tế bà con nhiều khi không hiểu đâu có cười. Không có được. Anh vậy hát hả? Như vậy là không có được. Dạ về hát sao. Anh hát vậy là đâu được. Anh phải nghe tôi hát. Anh dạ. Nghe tôi hát nha. Nghe học hỏi luôn ha. Anh nghe mà học hỏi nè. Dạ dạ. Bây giờ anh hát nhạc quốc tế phải không. Quốc tế. Giờ tới tôi chơi dân ca. Dân ca. Miền nào. Dân ca miền ở ngoài. Ở ngoài là ở đâu? Trời ơi nói biết ở ngoài là biết miền Trung rồi còn hỏi nữa. Dân ca miền Trung. Dạ tôi ca nha. Dạ dạ dạ. Anh chuẩn bị em nghe tôi ca nè. Dạ. Được không? Tôi ca nha, tôi ca nha, tôi ca. Nó thòn quá. Trái tim còn nguyên chứ đập lộn qua đây chết. Anh nghe tôi ca chưa? Dạ nghe nè. Anh ca đi em mới nghe chứ. Tôi hát bạn làm gì nói để cho tôi nhìn cái mặt anh tôi có hát quá à. Em gồng em lấy hơi giống anh lắm. Lấy hơi gì bây giờ nói nhỏ nghe nè. Dạ. Nói nhỏ một mình anh nghe thôi. Dạ nói nhỏ thôi. Anh hứa không được nói lại với ai. Thề. Anh hứa với tôi đi. Dạ hứa. Không được nói lại với ai. Không được nói lại với ai. Bộ me ăn cắp cái chuông của thầy hay. Tôi chỉ nói nhỏ một mình anh biết. À một mình em biết. Không được nói lại với ai. Em hiểu rồi. Anh làm ơn xin bà con cô bác ở đây một tràng pháo tay bự thiệt là bự để cho tôi hát nó sung lên. Nè. Dạ. Nhớ đừng nói lại cho ai nghe hết. Xin xỏ mắc cỡ lắm hiểu không? À hiểu rồi. Ừ đừng nói với ai nghe nha. Hiểu rồi. Ừ rồi, rồi nói đi nói giùm tôi. Bắt đầu à. Xin mời quý vị bà con cô bác vỗ tràng pháo tay thiệt nó đó. Nói nhỏ. Con mình dòng họ em nghe thôi. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi rồi. Bắt đầu tôi ra nha. Bắt đầu đi. Anh phụ họa tôi nha. Em phụ họa cho. Dạ nhớ rồi. À... chỉ cầu trang tiên xạo vại mười hai nhịp. Chỉ thương nhau rồi xin kịp về mau. Chỉ kẹo mai y tế bỗng xề quá cầu. Chứ bạn còn thương bạn, chứ bạn còn thương bạn, biệt người sâu về nơi mô. Phật. Chết. Là hù là khoắn nè. Chiều chiều mà xa bển vắng lâu nì. Là hù là khoắn nè. Nhớ về cô gái Huế nì. Là hù là khoắn nè. Hẹt khoang mà tới hủi nì. Vô hủi. Hẹt khoang mà tới hủi nì. Vô hủi. Hốt hủi rồi giọt luôn nè. Hốt. Anh hát tàu lao xuống người ta chơi. Xuống là vậy tại anh, tại anh không à. Cái bài dân ca của người ta là hốt hủi. Còn của anh vô hủi. Tôi nghe tôi quái quá tôi đành. Hốt hủi rồi giọt luôn nè. Hốt.